hôm nay là mình đi xem Đại Nội Huế. Đây, hôm nay là mùng 2 là được mở cổng miễn phí, nên mọi người đi rất là đông. Chiều đi ăn được không? Mọi người đang đi vào Đại Nội rất là đông, rất là phấn khởi. Đường dựng vào Đại Nội, cổng Đại Nội, cổng Ngọ Môn. Ngọ Môn, cổng Ngọ Môn là cổng chính của Đại Nội. Biết là quên tên hả? Mọi người đang rất là hào hứng đi vào để giá vé vào Đại Nội là 200.000. Hôm nay là miễn phí. Nào, giá vé vào Đại Nội là một người là 200.000 là có. À, Đại Nội miễn phí từ ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 âm lịch. Đây là tường thành của bên Đại Nội. Ta sẽ chuẩn bị vào cổng Đại Nội. Nguyễn đi lưới chập về mạc kia. Chúng ta chuẩn bị vào cổng Đại Nội. Phía cổng kia là kỳ đài. Kia gọi là cổng Ngọ Môn. Ngọ Môn ở bên kia đó. Không biết rồi. Năm mới mọi người được vào cổng miễn phí nên khá là đông. Người nước ngoài thì không được miễn phí. Đây là cổng Ngọ Môn. Thưa quý vị và các bạn, nơi làm việc và ăn ở của Kiều Nguyễn.
được xây dựng từ năm 1802. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong. Vào ngõ mới mới có bác cổng, cổng trái, cổng phải và cổng giữa. Cổng giữa thường nhân cho vua và cổng trái văn võ thường đi vào cổng trái và cổng phải. Cổng phải thì giờ cổng chính không mở nên sẽ có mở cổng trái và cổng phải thôi. Chúng ta sẽ đi vào bên phía tay phải. Và hôm nay là được miễn phí. Người vào tham quan rất là đông. Đấy là cổng chính đã được đi đóng. Chín cửa. Hai chúng ta đi rồi đây. Năm mấy người đi khá là đông vì miễn phí để đi vào đồng hành. Bia.
mà đúng. Ở bên khung cảnh bên ngoài khi vào trong cổng là mông. Mang thời tiết khá là thuận lợi, không mưa. Điện máy vuông rồi. Đi về đây xuống đây nè, đi vô đây đi, đoạn đem đi nè. Rồi
ơi. Anh ơi. Đi cho lão. Bến xe bến xe. Điệp đông. Các bác ống lên. Lấy thử một cái này là chưa ai học hỏi á, tốt cả rồi này. Ăn luôn, cầm tay bác á. Đã thôi ra. Giờ vừa bắt nhờ. Bên kia đạp cho con. Đang tẩy cổ má. Đừng bắt quỷ nó con. Thật thật lắm. Sửa rồi cả. Cô sửa mày chịu lĩnh á. Ở đại sống với bạn nhau chưa. Ừ đúng rồi. Chưa gọi đại là tăng hà nội. Đại nội. Ở đây gọi là đại nội. Ừ. Đại nội khác. Vì cái con nước trời có cái thứ. Trời ơi. Đại đô thị dân to trong nghiệp vậy à? Ơi. À đây đi. Dạ con đấy. À được. Dạ. Ủa mà em đi chắc ra. Dạ em đi về hai bên trong. Đó. Chúng là chúng đấy. Chúng hả? Dạ chúng đấy. Mô. Sương. Chúng cậu phim phim ở đây. Đi. Chúng đấy. Dạ dạ dạ. Đi. Yeah, yeah.
chào chị kia, chào chị đó. Bye. Và cho nên mấy trung tu sống ấy. Ai dạo này mấy trung tu xong. Dương mới vừa trung thu xong. Được rồi đẹp. See what it is that you like about certain ones. Come on, yeah. Cổng, cổng này gọi là cổng Nhận Nhân. Ra khỏi Kinh Thành Huế. Đi mệt lắm. Đi mệt lắm hả?